Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube chính thức của Đông y Tâm Mộc Viên, chuyên điều trị các mặt bệnh da liễu và phụ khoa bằng y học cổ truyền. Mình là bác sĩ Hà Lan. Trong quá trình làm việc, mình nhận được rất nhiều những câu hỏi của các chị em kiểu như là em 18 đôi mươi, em bị da dịch nâu, bị đau bụng dưới hay là bị đau lưng. Em đọc trên mạng thì thấy nói là bị viêm lộ tuyến, em sợ bị ung thư, em sợ này, sợ kia. Việc chẩn đoán bệnh cần dựa vào rất nhiều những yếu tố, triệu chứng, hoàn cảnh, khám, soi, xét nghiệm, siêu âm mới có thể đưa ra kết luận chính xác, chứ không chỉ dựa vào một biểu hiện mà có thể chẩn đoán bệnh được. Vì vậy, để dần gỡ bỏ những lo lắng này thì hôm nay chúng ta cùng nhau điểm danh qua những bệnh lý thường gặp ở cổ tử cung, giúp chị em có cách nhìn nhận và xử trí đúng hướng khi gặp dấu hiệu bất thường nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về đặc điểm và vai trò của cổ tử cung. Cổ tử cung là một bộ phận nối tiếp giữa âm đạo và buồng tử cung, có tác dụng như một vách ngăn giữa môi trường bên trong và bên ngoài của tử cung. Cổ tử cung chứa các tế bào tuyến tiết ra dịch nhầy nhằm mục đích bảo vệ tử cung, bảo vệ môi trường âm đạo không bị khô ráp, cũng như ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào bên trong buồng tử cung, đồng thời giúp cho tinh trùng di chuyển dễ dàng hơn bên trong môi trường âm đạo vào buồng tử cung. Cổ tử cung có đặc điểm là màu hồng nhạt, cứng, nhưng khi lượng hormone estrogen tăng cao thì cổ tử cung sẽ trở nên mềm và co giãn tốt hơn. Đối với những chị em chưa sinh nở thì khi soi và siêu âm sẽ thấy cổ tử cung trơn láng và mịn. Cổ tử cung có kích thước khá nhỏ, bình thường chỉ khoảng 1-2mm, chiều dài khoảng 2-3cm. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng giai đoạn khác nhau của cơ thể mà kích thước cổ tử cung có sự biến đổi nhất định. Trong những ngày rụng trứng hoặc chu kỳ kinh nguyệt, cổ tử cung sẽ giãn rộng để cho tinh trùng dễ dàng di chuyển vào bên trong buồng tử cung, lên ống dẫn trứng và tiến hành thụ thai, hoặc để cho niêm mạc tử cung bong, thoát ra ngoài và hình thành kinh nguyệt. Khi chị em phụ nữ chuyển dạ sinh con, cổ tử cung sẽ giãn rộng cực đại và có thể mở tới 10cm nhằm đưa thai nhi ra ngoài một cách an toàn. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau đi vào những bệnh lý thường gặp ở cổ tử cung. Đầu tiên là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Viêm lộ tuyến cổ tử cung là tình trạng các tế bào tuyến trong ống cổ tử cung phát triển xâm lấn ra bên ngoài lỗ cổ tử cung, bị tấn công bởi vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, gây tình trạng viêm nhiễm. Bệnh thường gặp ở những chị em phụ nữ đã có gia đình, từng sinh nở hoặc quan hệ tình dục qua nhiều năm với những dấu hiệu khí hư da nhiều, nặng mùi, đau vùng chậu hay quan hệ da máu. Lộ tuyến cổ tử cung là một trong những vấn đề phụ khoa hay gặp hàng đầu khiến chị em lo sợ. Mình sẽ nói cụ thể hơn về bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung ở trong video tiếp theo. Thứ hai là viêm cổ tử cung. Viêm cổ tử cung là tình trạng viêm sưng lở loét xảy ra tại cổ tử cung do nhiễm nấm, vi khuẩn, ký sinh trùng. Bệnh thường có các dấu hiệu đó là khí hư màu vàng, trắng đục hoặc xám nhạt, đau khi quan hệ, da máu âm đạo ngoài chu kỳ hoặc da máu khi quan hệ. Nguyên nhân thường do các viêm nhiễm lây truyền qua đường tình dục. Thứ ba là nang na bốt cổ tử cung, là những u nhỏ lành tính xuất hiện trên bề mặt cổ tử cung, có kích thước lớn hay nhỏ tùy thuộc vào thời gian và mức độ phát triển của nang. Nang có màu trắng, vàng, trơn nhẵn, thường không có dấu hiệu rõ ràng và chị em thường phát hiện khi đi khám phụ khoa. Thứ tư là polyp cổ tử cung. Polyp cổ tử cung là những u nhỏ xuất phát từ cổ tử cung hoặc từ bên trong lan ra bên ngoài cổ tử cung, kích thước từ vài mm tới vài cm. Dấu hiệu của polyp cổ tử cung cũng không rõ ràng và chị em thường phát hiện khi đi khám phụ khoa định kỳ. Thứ năm là phì đại cổ tử cung. Phì đại cổ tử cung là tình trạng kích thước cổ tử cung lớn hơn so với bình thường từ 2 đến 4 lần. Bề mặt cổ tử cung có thể trơn láng hoặc xói mòn. Nguyên nhân thường do viêm nhiễm cổ tử cung mãn tính hoặc là hậu quả của não hút thai. Một số triệu chứng điển hình của phì đại cổ tử cung thường gặp bao gồm kinh nguyệt da nhiều, kéo dài, đau bụng kinh, khí hư lẫn máu hoặc quan hệ da máu, bụng dưới nặng trĩu, hoặc là khi đi đại tiện hay khi quan hệ thì sẽ nặng hơn. Thứ sáu là ung thư cổ tử cung. Ung thư cổ tử cung là tình trạng các tế bào ở cổ tử cung phát triển bất thường hoặc nhân lên một cách mất kiểm soát, xâm lấn tại chỗ hoặc lan ra các cơ quan khác trong cơ thể. Ung thư cổ tử cung thường phát triển âm thầm trong thời gian dài, nguyên nhân thường do virus HPV, đặc biệt là type 16 và 18. Cuối cùng, mình xin đưa ra một số lời khuyên dành cho chị em như sau. Thứ nhất là cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về sinh sản, sinh dục và giới tính. Thứ hai là khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường gì thì nên tìm tới bác sĩ có chuyên môn để được tư vấn, không tự ý suy diễn theo thông tin trên mạng. Thứ ba là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên đi khám phụ khoa định kỳ từ 2 đến 3 lần một năm để tầm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh. Thứ tư, luôn luôn ghi nhớ nguyên tắc phòng bệnh hơn chữa bệnh.
duy trì cho mình một lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực nhé. Hôm nay thì chúng ta tìm hiểu tới đây thôi. Các bạn có câu hỏi thắc mắc gì thì có thể comment xuống bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp Trung tâm Đông y Tâm Mộc Viên qua số hotline 0789 503 555 hoặc tới trực tiếp trung tâm ở địa chỉ số 188 Lô C4 đường Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.